Anh chưa bao giờ thấy con dâu nào đáng thương như tôi đúng không? Cô cũng đáng thương nhưng mà ít ra cô còn may mắn. Tại vì giờ cô có tôi bên cạnh à. Mà sao em theo anh hoài vậy? Tại vì em thích anh. Sao thích anh? Em không biết nữa. Nhưng mà từ lúc mẹ em mất á, em không biết tâm sự với ai hết. Nhưng mà khi gặp anh, càng gần anh thì em lại càng muốn gần anh hơn. Mà anh không thích em. Thôi đi, anh đừng có xạo. Anh hay thích nói ngược quá à. Bộ anh thích em hay không, không là em không biết. Em thích anh, mình hẹn hò đi. Nhiều lúc nào cũng được bên anh như vậy. Chỉ cần được ở bên anh thôi là em cảm thấy hạnh phúc rồi. Em yêu anh. Ê, tỉnh chưa vậy? Tới khu nhà em rồi nè. Nhà nào nhà em? Nhà nào là nhà em? Nhà em là nhà nào? Mà anh là ai vậy? Thiệt tình á. Anh hỏi nhà nào nhà em? À, anh yêu. Em biết á là anh lo cho em nên anh mới tới đúng không? Em biết là anh yêu em nhiều lắm mà. Bớt ảo tưởng lại đi. Trời coi kìa. Ủa tính nhát ma người ta hay sao vậy? À đâu đâu. Anh đừng có lo. Mascara của em mắc lắm mà. Nó thấy gương mặt này của mình sao? Mình đã để anh thấy gương mặt này của mình. Lỡ mai mốt anh nhớ lại, anh không dám hôn mình nữa rồi sao? Khoan, Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Nhan sắc bình thường của mình vốn dĩ đã lung linh rồi. Chắc là tại rượu nên mình nhìn lộn thôi. Người ta đẹp trai không đã khổ rồi. Mày vừa đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Thứ nào chịu nổi. Đó, coi. Hợp với anh quá chừng luôn. Sao tháo ra không được? Đúng thiệt là không có tháo ra được. Vậy càng tốt, anh sẽ mãi mãi là của em luôn cho coi. Chiếc nhẫn ma thuật để anh mãi mãi là của em. Và em hứa sẽ chỉ tán tỉnh một mình anh thôi. Mệt quá sao cũng được hết á. Em yêu anh. Anh Tú, anh đi đâu đây? Anh tìm em hả? Tính ra đây là lần đầu tiên anh tới nhà em luôn hả? Thích ghê. Thanh niên nam nữ bây giờ sao tụi nó cứ ôm nhau ngoài đường tỉnh bơ vậy trời. Anh ơi. Anh có việc gấp á, anh phải về liền. Em đi đi nha. Sao anh vội quá vậy? Em đi đi, anh đang có việc gấp nha. Chứ không phải anh qua đây tìm em hả? Sao đứa nào giống thằng Cường nhà mình vậy ta?
Em không có về đâu. Thôi đi về nha, anh về trước nha. Con ơi, trời hết hồn. Con với cậu đó là gì ạ? Bạn trai của con á. Cô thấy đẹp trai không? Nó phải đẹp chứ, thằng đó là bắt buộc phải đẹp rồi. Công nhận cô cũng biết nhìn người ghê. Nếu như con thực sự con muốn yêu con Hằng thì con phải thú nhận tất cả mọi chuyện cho nó. Con nói với nó gia đình của mình rất nghèo, con cứ nói hết cho nó nghe đi. Con như thế nào thì con nói cho nó nghe như vậy. Nếu như mà nó không tôn trọng con ha, con đá nó cho mẹ. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4. Đăng ký VIP để xem trước một tuần trên VN.